đo huyết áp dựa trên nguyên lý bơm căng một băng tay cao su để làm mất mạch đập của một động mạch. Sau đó xả hơi dần dần để quan sát và ghi lại những phản ứng của động mạch. Với cách đo này, chúng ta sẽ ghi nhận được hai chỉ số. Huyết áp tâm thu được xác định ở thời điểm máu bắt đầu đi qua lòng mạch khi sức ép ở băng cao su bắt đầu giảm. Huyết áp tâm trương lúc máu hoàn toàn được tự do lưu thông trong lòng động mạch khi không còn sức ép từ băng cao su. Hai con số này phản ánh chức năng và hiệu quả hoạt động của tim, não, thận và sức khỏe nói chung. Các bác sĩ tim mạch khuyên từ 30 tuổi chúng ta nên thường xuyên đo huyết áp bởi có một chỉ số không vui. 40% người trưởng thành ở Việt Nam, nghĩa là gần như 1/2 bị tăng huyết áp. Ở gia đình, bạn nên sử dụng các loại máy đo huyết áp điện tử bắp tay dễ sử dụng cho số đo chính xác. Vị trí đo huyết áp đo ở vị trí trên nếp gấp khuỷu tay 3cm, đoạn có động mạch cánh tay chạy qua. Có thể ngồi hoặc nằm để đo huyết áp. Khi ở tư thế ngồi, bạn hãy ngồi thoải mái trên ghế có tựa lưng, đặt cánh tay ngang với vị trí của tim. Nếu ngồi ở bàn làm việc đo và thấy tay để thấp hơn, bạn có thể kê phía dưới tay một chiếc gối nhỏ để cánh tay được ngang với vị trí tim để có chỉ số chính xác nhất. Nếu đo cho người già sức khỏe yếu, gặp khó khăn trong việc vận động, đứng ngồi thì có thể đo huyết áp ở tư thế nằm ngửa, duỗi xuôi hai tay và hai chân. Lúc này chúng ta sẽ đo bên tay nào? Nếu lần đầu đo, bạn hãy đo huyết áp nên ở cả hai bên cánh tay. Bên nào có chỉ số cao hơn sẽ dùng chỉ số bên này để theo dõi về sau. Thông thường huyết áp hai bên tay sẽ không chênh nhau nhiều. Trường hợp đo hai bên tay thường xuyên thấy chênh nhau từ 20mm thủy ngân trở lên, bạn nên đi siêu âm kiểm tra mạch bởi đây là một trong các dấu hiệu của hẹp động mạch dù tỷ lệ gặp bệnh này không nhiều. Mỗi lần đo huyết áp, bạn nên đo tối thiểu 2 lần, mỗi lần cách nhau từ 1 đến 2 phút. Nếu chỉ số huyết áp giữa hai lần đo trên một cánh tay chênh nhau từ 10mm thủy ngân, cần đo lại thêm vài lần sau khi đã nghỉ từ 5 đến 10 phút rồi lấy kết quả trung bình hai lần cuối. Bạn nên ghi lại chỉ số huyết áp sau mỗi lần đo để theo dõi và đánh giá sau này. Thực ra, chỉ số huyết áp của mỗi người không ổn định suốt 24 giờ mà sẽ thay đổi theo thời điểm, tùy vào hoạt động, cảm xúc hoặc tình trạng sức khỏe của bạn ở thời điểm đó. Huyết áp có xu hướng tăng lên vào ban ngày do quá trình hoạt động và thường giảm khi bạn ngủ. Các bác sĩ khuyên chúng ta nên đo huyết áp hàng ngày vào lúc vừa ngủ dậy trước khi ra khỏi giường. Đây là chỉ số huyết áp chính xác. Nếu không làm được điều này, bạn có thể thực hiện theo cách như sau. Đo hàng tuần vào cùng một khoảng thời gian nhất định trong ngày, nên đo bằng cùng một máy đo huyết áp trong các lần để hạn chế sai số do máy. Trước khi đo, nghỉ ngơi yên tĩnh ở phòng có nhiệt độ ổn định ít nhất từ 5 đến 10 phút, không nên uống rượu chè, cà phê, thuốc lá hoặc ăn no trong vòng 2 giờ trước khi đo huyết áp, cũng không nên đo lúc đói để hạn chế sai số. Trong khi đo, bạn không nên nói chuyện để tâm lý thật sự thoải mái. Tránh lo lắng, sợ hãi, căng thẳng vì những điều này cũng sẽ làm thay đổi nhịp tim và huyết áp, dẫn đến kết quả không chính xác. Sau một vài lần đo, nếu chỉ số huyết áp đã ngấp nghé hoặc đang từ ngưỡng 140/90mm thủy ngân trở lên, thì dù tuổi nào, lúc này cũng là thời điểm tốt nhất bạn nên đi khám tim mạch. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ và hãy ấn subscribe kênh YouTube của Vinmec để cùng cập nhật thêm nhiều video về y tế và kiến thức chăm sóc sức khỏe khác.